Đi rừng mà ăn thế này thì ngon quá rồi. Anh chua đấy nhá, đừng lên bên Việt Nam nữa. Ai thôi đã. Mình nói, ơi, người dân tộc là ăn bất tâm bờ. Ăn hôn tôn đồ ngon. Việt Nam có cái gì mà ăn mô. Nó là cái ăn mà. Để mà ăn cái bài chạm bằng. Lơi lơi là hơi lơi thôi bằng nào mà bằng phòng ra được thật mà nó có lơi thì cầm mà dạ anh có lơi dạ quá.